cậu ơi, lên đây đi, đến đây sẽ có kẻ mút to lắm đây. Tớ không biết kẻ mút đó là kẻ mút gì, nhưng lên trên này có món quà siêu to khổng lồ. Đi mau vịt ơi. Thật thế cơ hả? Thế thì tớ và cậu đi lên trên đó đi nào. Đây rồi cậu ơi. Đây là một cái kẻ mút Doraemon siêu to khổng lồ quá đi. To hơn cả bọn mình rồi. Đã tìm được kẻ mút Doraemon. Wow, hình như là bên trong có cái gì á cậu ơi. Kêu cục cục cục. Ôi bò, hay là tớ và cậu đem Doraemon này về đi. Nhưng mà Doraemon này to hơn cả bọn mình rồi. Không sao đâu, cái này nhẹ lắm mà. Sức của mình có thể kéo được Doraemon siêu to khổng lồ này về giúp cậu luôn đấy. Vịt ơi, hãy nhìn tớ nè, tớ chỉ là một lần duy nhất thôi nhé. Nhìn nè, vịt ơi, giúp tớ. Chà, bọn bò và vịt có cái gì mà to thế nhỉ? Ta sẽ xuống lấy cái đá. Tớ đã bảo rồi, không có rinh nổi đâu. Mà cậu cứ cố chấp. Hai, biết chưa này, tớ giúp cậu. Được chưa? Đau quá. Trời ơi, công nhận nó nặng thật đấy. Không biết bên trong có gì mà nặng quá trời. Rồng ba đầu hả? Bọn tớ không cho cậu lấy kẹp mút của bọn tớ đâu. Cậu đi đi. Vịt ơi, hãy cẩn thận đi nhé. Rồng ơi, bọn tớ không sợ cậu nữa đâu. Lúc trước bọn tớ sợ, bây giờ bọn tớ không sợ nữa. Tớ sẽ bảo vệ kẹp mút của tớ. Kẹp mút Doraemon là của bọn tớ. Kẹo mút của bọn mày cũng như kẹo mút của ta, tránh ra để ta lấy nào. Nhất định bọn tớ sẽ không tránh đâu. Cậu hãy đi. Ta không thích nói nhiều với các ngươi nữa, ta chỉ thích kẹo mút này thôi. Bên trong này chắc có nhiều kẹo lắm đây, ta sẽ nhanh đem về thôi. Rồng, sao ngươi lại dám làm ngã các bạn như thế? Đây là kẹo mút của các bà đấy mà. Sao cậu cứ làm thế vậy? Sao cậu cứ làm người xấu thế? Cái bọn này yếu hèn làm sao mà đủ tư cách để lấy cái kẹo mút này hả? Bây giờ ta sẽ chiến đấu với người. Rồng ba đầu ơi. Ta sợ quá. Từ nay ta không thể làm việc xấu nữa. Các bạn của tớ ơi, các bạn có sao không? Đây, tớ đã giúp các cậu lấy được lại kẻ mút rồi nè. Từ này các cậu cứ yên tâm đi nè. Đi nhé. Rồng ba đầu không dám quay trở lại nữa đâu. Vì có tớ đây rồi. Các cậu hãy cẩn thận nhé. Bọn tớ thật sự cảm ơn Hùng Long rất nhiều. Nhờ có cậu đấy. Đúng là rồng chỉ thổi một phát, bọn tớ bỏ nghiêng bộ ngã rồi. Sợ quá. Mà thôi, bây giờ tớ bận rồi, tớ phải đi đây. Chào hai cậu nhé.